Xin chào các cô gái, chào mừng mọi người đã quay trở lại với buổi luyện tập cùng Yến Trang Fit. Vậy là chúng ta đã đi qua được 3 tuần của giáo án 4 tuần thay đổi vóc dáng. Và tuần này sẽ là tuần thứ 4. Mình mong là mọi người sẽ cố gắng và không bỏ cuộc giữa chừng nhé. Chúng ta chỉ còn 1/4 chặng đường nữa thôi là chúng ta đã kết thúc cái giáo án tuần này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi tập ngày hôm nay nhé. Ở vòng đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng dây mini band để tập chân mông, tăng khả năng cảm nhận cũng như tăng sự hiệu quả cho bài tập nhé. Ở bài tập này, mọi người cần lưu ý đó là thẳng lưng, ưỡn ngực, mở vai. Và trong quá trình di chuyển thì nhớ cho mình đó là đầu gối luôn hướng ra bên ngoài. Di chuyển thật chậm, đầu gối hướng theo mũi chân. Ở bài tập thứ hai thì mọi người sẽ để hai chân rộng hơn vai. Và trong bài này mọi người lưu ý đó là chúng ta sẽ sử dụng lực đầu gối để mở cái phần hông của chúng ta ra. Lòng bàn chân của chúng ta sẽ không lật lên khỏi mặt sàn. Và trong trường hợp những bạn nào mà tập dây bị xoắn lên trên thì mọi người có thể để dây xuống dưới gối nhé. Sang bài tập tiếp theo thì ở bài này mọi người cần lưu ý đó là khi mọi người bước chân ra thì cố gắng bước rộng ra một chút. Khi hạ mông xuống thì cố gắng mở gối để làm sao đầu gối của chúng ta sẽ luôn mở hướng theo mũi chân. Và lưu ý đó là luôn luôn thẳng lưng, ưỡn ngực và mở vai. Sau khi nghỉ 30 giây thì mọi người chuyển sang động tác tiếp theo. Ở động tác này thì mọi người bắt đầu ở vị trí là hai chân sẽ rộng hơn vai một chút, bàn chân để song song nhau. Trong quá trình thực hiện thì đầu gối luôn mở rộng bằng bàn chân. Ở bài này thì chúng ta sẽ dùng lực không để đẩy cái phần mông của chúng ta lên cao. Khi lên thì mọi người sẽ giữ lại cho mình 2-3 giây để kích hoạt cái phần cơ mông của chúng ta được hoạt động tốt nhất. Và nhớ là trong những chuyển động này thì mọi người sẽ phải cố định từ phần giữa lưng cho đến vai. Làm sao để khi đẩy lên thì lực của chúng ta sẽ dồn vào gót chân chứ không phải dồn vào vai nhé. Everybody likes you too. I catch those butterflies when I'm looking at you. So now I'm thinking about life. I'm seeing your eyes. Boy, I feel so alive. I've never felt so high. Can you hold me tight till the end of the night? And say you'll never go. I wanna know, oh, that you'll never leave. Oh, baby.
I'm sorry, cause my dreams came true. And everybody likes you too. I catch those butterflies when I'm looking at you. So now I'm thinking about life, I'm staring in your eyes. Boy, I feel so alive. I've never felt so good. Can you hold me tight till the end of the night? And say you'll never go. I wanna know, oh, that you'll never leave. Bây giờ chúng ta đã chuyển sang vòng 2 với việc tập phần eo và phần bụng dưới. Với các bài tập với chuyển động gập bụng thì mọi người lưu ý cho mình đó là mọi người sẽ luôn khóa cằm lại phía trước ngực. Khi xuống thì thả lỏng, khi lên thì khóa cằm lại phía trước ngực, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cố gắng dùng cơ bụng cuộn lên cao và nhấc hai cái vai của chúng ta lên khỏi mặt sàn. Outside without a key, and I stand in the shadow of what else was me. And I'm frantically looking in your antics, keep pulling me back, but I'm refusing to believe that you'll keep all of me. So unlock me from your chain, please free me from this chain. Release me. Ở bài tập này chúng ta sẽ tập cả phần bụng trên và phần bụng dưới. Và lưu ý ở bài tập này đó là khi lên thì chúng ta sẽ phải khóa cằm lại phía trước ngực, cố gắng nhấc hai cái vai của chúng ta đưa lên cao. Và khi xuống là tác động vào phần bụng dưới thì mọi người sẽ phải thẳng chân và cố gắng ép chặt cái phần lưng của chúng ta xuống dưới mặt sàn. Để giảm thiểu tác động vào phần lưng dưới đau thì mọi người sẽ kê nhẹ cái tay của chúng ta ở dưới mông thay vì để dọc theo thân người nhé. Chuyển sang tập vào phần cơ liên sườn hay mọi người còn gọi là phần eo, phần hông đấy ạ. Thì ở những bài tập này mọi người cần lưu ý đó là chân của chúng ta sẽ chếch lên khỏi mặt sàn khoảng 20 cm. Chúng ta nằm nghiêng sang một bên mông. Và để không bị mỏi cổ thì mọi người cũng phải khóa cằm lại phía trước ngực và cố gắng cảm nhận phần cơ bụng, dùng cơ bụng để cuộn vào nhau. Khửu tay bên này sẽ chạm vào đầu gối ở bên kia nhé. That you'll keep all of me. So unlock me.
hoàn thành vòng 2 và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang vòng 3 với việc tập về thân trên bao gồm tay, vai, lưng. Thì ở bài tập đầu tiên đó là tricep pushup, thì bài tập này chúng ta sẽ bắt đầu ở vị trí đơn giản nhất, đó là quỳ trên hai gót chân. Cánh tay của chúng ta sẽ vuông góc dưới vai và vuông góc với mặt sàn. Bài tập này sẽ tác động vào phần ngực, tay sau và vai. Ở bài tập này mọi người cần lưu ý đó là cố định phần thân trung tâm bao gồm bụng, lưng, ghìm chặt, kéo vai ra sau, thẳng lưng ưỡn ngực, từ từ hạ tay xuống, sao cho khửu tay luôn ép sát người và hướng ra phía sau. Xuống hít, lên thở. Chúng ta chuyển sang bài tập theo, đó là bài tập Superman. Bài tập này sẽ tác động vào toàn bộ phần lưng, giúp cho lưng của chúng ta được thon gọn và tạo phần rãnh lưng sâu gợi cảm. Ở bài tập này thì mọi người lưu ý đó là chúng ta sẽ cố gắng nâng cả thân người của chúng ta lên và giữ ở trên cao càng lâu càng tốt. Khi lên thì mọi người thở ra, khi xuống thì mọi người hít vào. Cố gắng tập nhịp nhàng, cảm nhận phần lưng của chúng ta được hoạt động. To say shit that scares me, I should just walk away. But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Bây giờ chúng ta chuyển sang hai bài tập cuối cùng để kết thúc buổi tập ngày hôm nay. Ở bài tập này thì mọi người sẽ để hai chân trụ, chống hai tay vuông góc dưới vai và vuông góc với mặt sàn. Cố gắng nâng người lên cao tạo thành một đường thẳng, ghìm chặt, hít thở đều. Chúng ta hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng. Cố gắng giữ cơ thể trên cao, ghìm chặt phần cơ bụng, giữ thân người ổn định. Chúng ta chuyển sang động tác cuối cùng của buổi tập ngày hôm nay. Đó là thay vì việc mọi người giữ nguyên người trên cao thì mọi người sẽ kết hợp thêm một cái chuyển động nữa, đó là co gối lên. Và nhớ khi co gối thì mọi người vẫn phải duy trì giữ thân người ở trên cao. Bài tập này sẽ tác động vào toàn bộ phần tay sau, vai và phần cơ bụng dưới. Các thông tin về lịch tập cũng như các tips về ăn uống và tập luyện thì Trang sẽ ghi đầy đủ ở dưới phần mô tả và dưới phần bình luận của video. Cảm ơn mọi người vì đã tập luyện cùng Trang trong buổi tập ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.